Xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một con Omni karaoke của Hàn Quốc anh em nhé. Có model là Proton Audio PA1001S25 mã. Anh em nào yêu sản phẩm này thì alo cho mình. Giá mình bán anh cho anh em con này là 5 triệu. Bao ship tận nhà cho anh em. Giá cực tốt anh em nhé. Cho một con Omni karaoke của Hàn Quốc ship. Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ vào số điện thoại này và Zalo này. Anh em biết cái hãng Boston của audio của Hàn Quốc là nó nổi tiếng cực kỳ rồi. Mixer của Boston mình cũng có anh em nhá, 4,5 triệu. Hôm nay mình sẽ mở nội thất, giới thiệu làm review để gửi tới anh em con này. Anh em nào thích con này, đúng chân con này, alo cho mình. Con này của nó là mặt phay nhôm màu ghi sáng anh em nhé. Nó có hai cửa mic, mic 1, mic 2, echo, mạch âm sắc và master tổng, 4 cái đèn, một cái đèn đỏ là báo dơ le và hai cái đèn là báo tín hiệu công suất và một cái đèn là báo dơ le đã đóng. Đấy là toàn bộ mặt trước. Anh em nào đi vào cái phần nội thất bên trong, nó chạy một con nguồn. Nguồn này của nó là vẫn còn cái tem của PA1001S25 mã, điện 220V. Và đây là nó có cái 4 vỉ, 2 vỉ mic, 1 vỉ echo vang nhại, vỉ dưới là vỉ mạch âm sắc. Và đây một cái vỉ này là vỉ master tổng. Tất cả vỉ bên mạch máy của nó còn cực kỳ là đẹp. Và đây là một cái vỉ công suất. Nó chạy 4 con xò than của chính hãng Japan luôn. Đây là hai con. Anh em nhìn thấy tất cả các keo của chân sò vẫn còn nguyên nhé. Và hai con kích. Đấy, anh em nhìn thấy màu xanh vẫn còn đổ keo nguyên. Bên này hai con. Và bên này hai con nữa. Đấy, màu xanh đấy anh em ạ. Cái ốc này có màu xanh, có một keo này và hai con kích. Và đây nó chạy hai con tụ lọc. Tụ lọc này của nó cực kỳ cao cấp anh em nhá. Nó là 63V và 6800 mi đấy. Và anh em mình đi vào cái thông số sau. Tất cả các chân AV của nó này anh em này, sáng chưa? Và có dè đây cho anh em mình làm cái cắm lọc xì vào qua cái cổng này được. Input này, output này. Model của nó này, Proton Audio PA1001S25 mã. Và đây là hai cầu loa. Anh em có thể dùng mỏ chim mà bắp chuối được. Và đây là cái cầu chì và cọc tiếp đất. Anh em mình xem con này nó tổng số nó là bao nhiêu watt. Con này của nó là anh em xem là thông số này. Model PA1001S25 mã. Điện AC của nó là 220V. Power 480W. Mắc của nó là 240W một kênh. Margin Korea. Con này nó ra sản xuất và ra đời năm 2007 anh em nhé. Đây là anh em nhìn cái Delta của nó này, Delta 2007. Và cái dây nguồn này của nó cũng là 2007 anh em nhé.
Đây là cái dây nguồn của nó là có chữ Đông Bang này anh em này. Đấy, anh em nhìn chữ Đông Bang chưa? Đấy, và đây là cái mã số của nó là 2007. Đây anh em nhìn cái dây nguồn của nó này. Đấy. Dây nguồn cũng vẫn còn zin của nó nhé anh em nhé. Cái dây nguồn này cũng là 2007 mà đúng cái năm cái sản xuất của cái Delta của cái máy này. Anh em nhìn cái Delta của nó 2007. Và đây là cái lắp lưng của nó. Tất cả còn nguyên zin. Mình xin báo giá con này là một lần nữa mình đang bán 5 triệu bao ship tận nhà cho anh em. Anh em nào có nhu cầu liên hệ cho Hà Audio Hải Phòng, chuyên âm thanh bãi tuyển chọn, địa chỉ Cát Bi Hải An Hải Phòng, số điện thoại 0845992992 kèm cả số Zalo luôn. Đến với kênh của mình, anh em cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip sau.